hôm nay thì Hiền sẽ đưa cả nhà đi đến một khu chợ của Nhật cũng khá là nổi tiếng. Khu chợ này ở ga Ueno thuộc quận Taito. Khu chợ này có tên là Ameyoko, Ameyoko nha các bạn nha. Hôm nay là thứ bảy, vào lúc mà Hiền đi thì vào lúc khoảng 1 giờ trưa, 1 giờ hơn đó các bạn. Đó, cũng khá là đông người, bắt đầu trở nên nhộn nhịp sau mấy năm bị dịch nè cả nhà. Chứ 1-2 năm trước á, cái lúc mà bắt đầu dịch á, thì nó vắng dữ lắm luôn. Cái khu này là cái khu mà dành cho khách du lịch toàn quốc cũng như khách nước ngoài á, họ tới cũng rất là đông đó cả nhà. Cũng lâu lắm rồi á, Hiền mới đi chợ này vào ngày cuối tuần như vậy đó. Đây là cái món mì soba nổi tiếng của Nhật Bản nè cả nhà. Cái quán mì này của mì soba đó, cái soba này ăn rất là tốt nè, nó rất là tốt cho sức khỏe luôn, cho nên ở nước ngoài rất là thích, nhất là ở bên Mỹ đó cả nhà, bán rất là mắc, nhưng mà ở Nhật thì có giá cũng tương đối bình dân đó. Cả nhà thấy đông vui chưa đó, mọi người đi bộ rất là tấp nập luôn đó. Đây là 1 giờ trưa nha nha cả nhà, 1 giờ rưỡi trưa nè đó, mọi người đi qua đi lại, đèn xanh đèn đỏ rất là đông vui. Bây giờ mình cũng sẽ bước vào Ameyoko. Đây là cái khu Ameyoko này cả nhà, đó cái ngõ vào của Ameyoko đó cả nhà, cũng nó đông vui và nhộn nhịp lắm. Xin chào cả nhà, đây là Ameyoko. Thì cái khu Ameyoko này giống như là cái những cái chợ của Việt Nam mình vậy cả nhà, giống như những cái khu chợ trời vậy á, họ bày bán ở ngoài trời nè, rất là nhiều luôn. Đây là cái tiệm điện rất là nổi tiếng ở Nhật Bản, đó là Yodobashi Camera. Đó, kế bên đó là những cái quán ăn rất là nhiều luôn. Đó, sashimi, sushi. Đó, những cái món ăn truyền thống và đậm chất Nhật Bản bày bán khắp khu chợ này luôn cả nhà. Đó, cả nhà có dịp á, đi Nhật á, đi Tokyo du lịch á, thì cả nhà ghé thăm khu chợ này nha, cũng rất là đông vui. Và mình thấy họ bày bán đồ ăn rất là nhiều, giá cả cũng bình dân lắm. Đó, mới sáng sớm mà, không phải mới sớm, trưa rồi, mới trưa mà bắt đầu nhậu rồi ha cả nhà ha. Đó, đây mình đi vòng vòng một vòng cho cả nhà xem cái khu chợ này có hoạt động như thế nào nha. Đây là buổi trưa, chứ khu này mà buổi tối, chiều tối thì sẽ đông lắm cả nhà, đông vui lắm. Mà hôm nay á, mình có việc á, đi ngang qua đây vào buổi trưa cho nên sẵn á, mình ghé vào buổi trưa luôn. Mình quay một tí cho cả nhà coi nè, đây là bánh crepe nè. Bánh này cũng khá là ngon, mình cũng rất là thích. 100.000 một cái. Đó, đây, quán này cũng là quán ăn, quán ăn rất là nhiều luôn. Cái khu này là khu nổi tiếng ăn nhậu nha cả nhà, ăn nhậu từ sáng sớm đến chiều tối nửa đêm luôn, rất là đông vui. Khi mà không phải mùa dịch đó cả nhà, trước dịch đó trời ơi đông lắm, đi chen lấn luôn, không có ngõ đi luôn đó cả nhà. Đó, mình coi cái cửa hàng này, họ bán mấy cái vòng đá nè, vòng đeo tay bằng đá nè. Đó, một vòng này thì có giá khoảng 200.000 Việt Nam, vòng cũng khá là đẹp, đá thiên nhiên, mình thấy ghi là đá thiên nhiên đó, không biết như thế nào. Đó, bên phải là cái tiệm game đó cả nhà, tiệm game á. Đó. Này, bán những cái đồ lỉnh kỉnh, những cái đồ ăn quán nhậu rất là nhiều. Muốn mua lặt vặt ở vào cái chợ này chắc là không thiếu thứ gì luôn á. Ô, đây là táo tàu này cả nhà, 100g có giá 70.000 Việt Nam, có nghĩa là 1kg là 700.000 đó cả nhà. Có người đang lựa nè, có chôm chôm nữa nè, có khế luôn. Có khế, có chôm chôm, có mận Hà Nội màu xanh xanh kia, chắc là mận Hà Nội rồi. Có sầu riêng nữa, qua có quả khế luôn, vui quá. Chôm chôm thì có vẻ không có tươi lắm. Qua bánh trung thu quá chừng. Bánh trung thu nè, đây là cái tiệm của người Trung Quốc cả nhà. Đó,
của người Trung Quốc, họ bán đồ Trung Quốc nè, bán đồ khô của Trung Quốc á, cho nên họ bán bánh trung thu rất là nhiều và bán một số loại trái cây của châu Á, Đông Nam Á, của xứ nhiệt đới nữa cả nhà. Đó, đây là bánh bía của Việt Nam mình nè, ghi chữ bánh bía luôn. Đó, có lẽ là khách Việt Nam cũng khá là đông cho nên họ để đồ Việt Nam họ bán luôn. Đây là quán Thái Lan, quán Thái Lan, quán Thái Lan ở lầu 2. Đó, mình đi một vòng đây để coi thử xung quanh đây họ bán cái gì mà cũng khá là đông khách. Wow, bia nha cả nhà, bia mới trưa mà nhậu rồi nha cả nhà nha. Đó, cả nhà thấy không, đó hai bên đường đều là quán nhậu. Đó, mới có 1 giờ trưa thôi, 1 giờ hơn mà quán nhậu rất là tấp nập. Đây là quán cơm cá sống của Nhật. Đó, bên cạnh này quán nhậu thì đông lắm luôn, hầu như là kín bàn hết luôn. Đây nè, các bạn thấy không, cả nhà thấy không, đó hầu như là kín bàn hết. Bên trái bên phải thanh niên thanh nữ. Wow, không có quán nào đông như quán nhậu, cũng khá giống với Việt Nam của mình. Người Nhật họ cũng rất là ham vui khi mà không phải đi làm như cả nhà. Đó, ngày nghỉ là họ cũng tranh thủ dữ lắm luôn. Các cả nhà thấy không, mới trưa thôi nha cả nhà, trưa mà họ nhậu vậy đó. Wow, đó, chỗ nào cũng quán nhậu. Wow. Nhà thấy đông vui không? Đó, rất là trẻ nha cả nhà. Đó, toàn những người trẻ không? Đó, cả nhà thấy hai bên không? Đó, quán nhậu lề đường cũng rất là hot ở Nhật Bản. Đó, cả nhà thấy không? Quán nào cũng đông khách, không có quán nào không đông khách hết. Đó, coi ở trong này nhích luôn, đứng nhậu luôn. Đó, hết bàn ngồi thì ta lại đứng. Không sao, vui là chính, vui là được thôi. Đó, bên này ngồi ở ngoài lề đường luôn, ở trong cái vỉa hè luôn. Đó, trong vỉa hè nhưng mà phạm vi của tiệm nha cả nhà. Đó, cho nên là không có sao đây. Đó, họ có vạch ở dưới đường đó cả nhà. Đó, cả nhà thấy chưa? Đó, rất là đông vui. Coi cái thử còn chỗ ngồi không, vô ngồi nhâm nhi vài cái que thịt nướng, nhưng mà gần như là không còn chỗ nào nữa. Thôi để Hiền đi vòng vòng xung quanh đây coi tí xíu, thấy không, các bạn thấy không, kín mít hết luôn á. Khá là đông, để mình đi vòng vòng mình coi thử có cái món gì ngon hay không. Cái khu này cũng rất là rộng đó cả nhà, rộng lắm, cho nên mình đi hết cái khu này thì chắc cũng cả nửa ngày á, cho nên mình chỉ đi cái khu mà ăn nhậu cái khúc phía bên này thôi, còn cái khúc phía bên kia thì cũng rất là nhiều tiệm quán. Đó, cái khúc bên này thì là tiệm quán của người Trung Quốc cũng khá là đông. Để tí xíu nữa mình đi vào cái khu bán đồ của người Trung Quốc thử nha. Đây là những quán nhậu của Nhật. Nhưng cả nhà, quán nhậu á, nhậu ngoài trời á, giống như cái khu chợ trời của Việt Nam mình vậy á. Đây là quán Thái nè, quán Thái lầu 2. Quán dưới là cái quán giống như bánh mì của Thổ Nhĩ Kỳ cả nhà. Đó. Mình thì mình cũng thích cái món này lắm luôn. Tí nữa đi vòng vòng coi thử, không có cái gì khác thì mình tới mình ăn sau. Tiệm Giang này cũng rất là rẻ nha cả nhà. Đó, tương đối rẻ nè. Tôi chà bên cạnh quán nhậu trong cũng nhít luôn, nhít người luôn. Công nhận cái bãi Nhật là người ta thích uống một ly bia, ngồi nhâm nhi những cái món ăn ngon. Wow, nguyên cái đậu heo luôn. Wow, cái tiệm này là tiệm của người Trung Quốc bán là cả nhà. Họ bán những cái giò được hầm sẵn nè, đậu heo nè, quá chừng. Bên này là bán hàng cá tươi. Đây, bên này cũng có cá tươi.
Đây nè, cả nhà thấy cá không? Đó, cá tươi rất là rẻ luôn. Chắc là rẻ tương đối ngang ngửa với Việt Nam mình luôn cả nhà. Cá rất là rẻ. Wow, mấy cái món gì mà lạ quá vậy ta? Cái này là tiền của người Trung Quốc này cả nhà. Người Trung Quốc hay người Đài Loan gì đó. Đó, nhìn hấp dẫn quá vậy. Nguyên cả cái đùi heo, mấy con gà được hầm giống như là hầm bằng nước xì dầu hay cái gì đó mà nó đen đen. Con thử, muốn ăn thử gì không con? Tiệm này là giống như tiệm ăn của Hàn Quốc. Bên này là gà nướng. Tiệm của người Toruko. Tiệm người Toruko này cũng có mấy người Toruko này, cái người của Thổ Nhĩ Kỳ đó cả nhà. Những cái áo với họa tiết rất là lạ, rất là ngầu. Đó, cả nhà thấy không, chợ trời ở Nhật Bản cũng đông vui á, nó không có kém gì cái chợ của Việt Nam như cả nhà. Đó, hàng quán cũng rất là nhiều, đồ ăn giặt luôn. Đồ ăn giặt đi nguyên một vòng này mà ăn chừng vài tiệm là đã no rồi. Muốn ăn thử hết các hàng quán trong này chắc mình phải đi rất là nhiều lần. Coi thử cái chỗ này là quán gì mà đông khách dữ vậy ta? Cũng là quán nhậu đó, bia, các bạn thấy không, bia để đó, nhậu với lại cá sống. Mấy cái quán như vậy có vẻ khá là hút khách. Thấy khách khá là thích đó, đơn giản thì được thích nhiều hơn. Có lẽ là càng đơn giản thì khách dễ vào cả nhà, dễ vào dễ ra. Đó, ngồi ăn một tí xíu, một hai cây, uống một hai ly bia thôi thì người ta đúng dạng người ta đi chơi tiếp, nó sẽ dễ hơn, cho nên nó khá là khách luôn á. Còn đây là cái tiệm cá sống nữa nè cả nhà, đó, cá tươi đó cả nhà. Đó, nguyên một khay cá hố 6 con có giá là 250.000. Bào ngư 5 con 200.000, cũng khá là rẻ. Sao bào ngư rẻ vậy ta? Nhậu lề đường có vẻ đang rất là thịnh hành của giới trẻ ở Nhật. Cho nên hiện thấy khá là đông khách, quán nào cũng có khách cả. Đây là tiệm trà của Nhật nè cả nhà. Đó, họ chuyên bán trà. Chuyên bán trà, có rất là nhiều loại trà được bày bán, đủ loại luôn. Có cái gì ăn thử không bố? Xong mấy cái món mình định ăn cái nó dẹp hết rồi. À, cái dưa hả? Đẹp dày, sale sale sale. Hiện đi vòng vòng ở trong cái khu chợ này á, mình nhìn thấy người ta đi qua đi lại không là cũng đã thấy vui rồi cả nhà. Nhìn cái không khí nó tấp nập, nó quay trở lại sau các năm bị dịch. Thì cái khu này cũng vắng lắm, bây giờ thì lần lần mới trở lại, hồi sinh lại nè. Trước dịch thì rất là đông luôn, đông nghẹt. Thứ bảy chủ nhật và nhất là các ngày cận Tết thì thôi, không có ngõ đi luôn, muốn đi phải chen lấn nhất từng chút một vậy cả nhà. Đó, bây giờ thì bắt đầu hiện thấy hồi sinh lần lần trở lại rồi nè. Đó, khách bắt đầu có khách trở lại rồi, thì cũng mừng cho cái khu Amejuko này. Tiệm giày của các bạn trẻ đây. À, cái gì mà thấy hình toàn là hình nữ không vậy ta? Cái gì mà nữ thì miễn phí, thấy ghê ghê vậy.
không có rảnh này lắm thôi, nhìn thấy thấy vui vui vậy thôi chứ không dám vô đâu, có miễn phí cũng không dám vô. Ở đây thì có bán ở dưới hầm nè cả nhà, để Hiền đi xuống hầm cho cả nhà coi nha. Ở dưới này họ bán những cái thứ gì nha. Chợ này thì cũng rất là rộng luôn, phía trên thì bán cũng rất là nhiều và dưới hầm này cũng có bán nữa cả nhà. Đó, có hai mẹ con mua đồ về, đang lựa ngồi phía cầu thang đang lựa đồ. Thấy chưa, bên này sao nó nóng như vậy? Bên này là cái thẻ hơi nóng bên này. Bên này là thẻ hơi nóng vào trong. Đó, bên này mới là thẻ hơi lạnh ra nè. Đó, cho mát khách đây này. Đây, ở trên trời hơi nóng một tí. Này nóng. Bên này có hơi nóng. Đúng rồi. Để Hiền đi vô trong coi thử bán cái gì nha. Đó, các loại thịt tươi được bày bán rất là nhiều. Họ phân ra từng cái bộ phận rồi cả nhà nè. Bên này thì bán rau củ quả, rau củ quả của Việt Nam, của Thái Lan. Sả nè cả nhà, sả nè. Wow, cái sả này sao nó thấy quen vậy? À, đúng là ở bên này cái đồ gì mà của xứ nhiệt đới của Việt Nam mình thì nó cũng không có được tươi như ở Việt Nam mình ha. Chắc là do họ hái xong họ để lâu ngày hoặc là được nhập khẩu trực tiếp qua cho nên tốn thời gian, thành ra nó sẽ bị héo đi, không có được tươi như ở Việt Nam mình. Bên này thì là bán hàng cá, ốc, sò tươi cả nhà. Đó, có tôm nữa. Bên này cũng vậy, bán đồ hải sản rất là nhiều. Mình thấy tôm, cua, bạch tuộc, cá được bày bán rất là nhiều nè. Cũng khá là đông người. Đó, cá tươi nè cả nhà. Đó. Rồi đó, cua đó, cua sống đó cả nhà. Ồ, bên này là có tai heo. Wow, nguyên một cái bị tai heo to chà bá luôn. Wow, mua cái này về ăn sao cho hết ta. Wow, thịt nè. Đó, thịt ba chỉ, thịt sườn được họ lóc ra sẵn rồi cả nhà. Mình muốn mua cái bộ phận nào đó thì mình mua thôi. À, đây là vịt đó, vịt một con 200.000, khá là to. Cái loại rau muống, rau đồ nè, rau ngò, rau thơm cũng bán rất là nhiều, thịt xương cũng nhiều đó. Cái anh đó, anh đang phân ngò ra từng bó bán cho dễ. Wow, sả đồ nè. Wow, có rau dền nữa nè cả nhà, rau dền nè. Cái bó như vậy là khoảng 60.000 Việt Nam. Đó, một bó nhỏ 70.000, hình như cái đọt su đó nè. Đọt này cũng cỡ 50.000 Việt Nam, tí xíu thôi. Bầu nữa. Wow, bên này có bán bánh trung thu quá chừng luôn. Tại vì ở dưới hầm này là các tiệm này là thường thường tiệm bán đồ gia vị, đồ khô. Thì thường thường là các chủ người Trung Quốc rất là nhiều cả nhà. Đó, mấy cái tiệm này gọi là những cái tiệm của người Trung Quốc nè. Cho nên họ bán bánh trung thu rất là nhiều. Người Trung Quốc ở cái khu này cũng tương đối là đông. Đó, rất là nhiều luôn. Một cái như vậy khoảng 80.000, 100.000, 120.000 tùy theo loại. Đó, tương đối là nhỏ. Để coi mình coi thử trái bầu này bao nhiêu nha. Wow, trái bầu này có giá 100.000, tí xíu thôi à, cũng không có bự lắm. Nhỏ nhỏ, thon thon, dài dài. Để mình vào cái khu đồ gia vị nha. Đó, cả nhà thấy không, đồ gia vị rất là nhiều. Hình như là có bún Việt Nam nữa nè, để mình lại mình coi. Đó, các loại bún tươi của Việt Nam, bún bò, Huế, phở đồ nữa cả nhà. Đó, quá chừng luôn. Đó, này là bún tươi của Việt Nam nè. Đó. Con thử xúc xích đó không? Con có thử không? Cây này bán sao vậy? Cái này bé 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 cái này
すごい大きいですね。すごい大きいですね。初めて見たの。すごい。食べてる。một chú rất là vui tính và dễ thương nha cả nhà. Đó, chú người Trung Quốc. Tại vì cái tiệm đồ ăn này là cái tiệm của người Trung Quốc cả nhà. Chú ổng nói là để chú kê bàn cho ngồi cho nó dễ, nhưng mà mình nói thôi, tại vì mình ăn tí xíu rồi mình đi liền à, khỏi mất công. Đó. Chú rất là dễ thương. Mình cũng có khá là nhiều bạn người Trung Quốc ở Nhật này nha cả nhà. Đó, cái thời đi học của mình á, thì mình cũng có quen khá là nhiều bạn người Trung Quốc, nhưng mà họ đa số hầu hết rất là dễ thương, tính tình cũng vui vẻ, hòa đồng và cũng tử tế lắm luôn á. Đó, cái cậu này cũng dễ thương lắm nè. Ông chú không thấy mình ăn á, cho nên á, ông chú mang cái bao tay lại, ông nói mang vào ăn cho nó khỏi dơ tay nè. Mấy cục chả này là được chú cho thêm rồi cả nhà. Giống bà tươi Việt Nam hả? Đúng rồi, giống bà tươi Việt Nam. Giống thức Việt Nam đúng rồi, giống bà tươi. Giống bà tươi. Béo. Dạ. Thôi khô à? Khô hả? Bột chiên hả? Ừ. Bột khô. Bình thường không ngon lắm luôn. À, cái quán này nè, cái này cũng được. À, quán này là nước nào đây ta? Thì mình vào cái quán này mình ăn á, tại vì mình cũng tương đối là thích cái món bánh mì của Thổ Nhĩ Kỳ cả nhà. Mình không có ngờ là mình gặp được các em Việt Nam đang làm ở trong cái quán này luôn á, rất là vui. Được ngồi 8 triệu quá chừng luôn. Thì một cái bánh mì của Thổ Nhĩ Kỳ cái giá từ 100.000 cho tới 150.000. Ai ăn cơm thêm á, có những cái cơm có thịt lên trên á, đầy đủ món á, thì mắc hơn 170.000 đến 180.000 Việt Nam đồng. Đó, mình sẽ chọn ăn bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ nha, tại vì mình thích ăn bánh mì hơn nè. ここで食べます。飲み物、ハート気になってないです。ベトナムです。ベトナムできるよ。本当？すごいじゃん。ラムシンガイ。嘘でさ、マスクしてるのに。メロンいやメロンとポラ1個ずつで。お酒飲めない。飲めないの？いやいやいやいや。侵害すぎる。いやいやいや、マスク捨てるのに。そうだよ。ベトナム人、ベトナム人、ベトナム。ありがとう。ダブベトナム、ベトナム。うん。いないか？いない。おお、可愛い。Chị em dạo phố à? Hả? Đi dạo phố nhưng mà không biết uống bia. Nóng lắm không? Rồi chị ngồi đây nha. Bangladesh. Tóm lại là người liên quan đến Ấn Độ đúng không? Không hả? Dạ, ở Uzbekistan. Ba lần nữa hả? Để Peru. Peru. À, ông nào em nói ông nào? À, cái ông đó hả?
giống Việt Nam vậy? Cũng giống Việt Nam á. À, người Việt Nam phải không? Thổ Nhĩ Kỳ hả? Sao giống Việt Nam vậy? Gốc Việt Nam hả? Việt Nam có lại Thổ Nhĩ Kỳ. Dạ, miền này được chưa? Việt Nam, Việt Nam miền này. Miền này. Đang ở Việt Nam có được gì được? Hà Nội. Ủa chị biết tiếng Nhật chẳng lẽ chị là người Nhật? Tiếng Nhật vài câu đơn giản nó không biết mà. À, đơn giản tại vì khách Việt Nam thôi. Khách Việt Nam thôi. Người Việt đúng không? Bởi vậy chị hỏi bé này á, nhưng mà nhìn như không giống người Việt Nam, nhưng mà giống người mấy người Trung Đông á. Cái mũi cao á, người Việt Nam hả? Em mũi cái này hả hay là em tự mở luôn? Không, em làm được. Vậy hả? Tân giám đốc của chê em. Giám đốc người gì em? Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đúng không? Turuko phải không? Turuko. À, tại cái tiệm này món ăn của Turuko mà, đúng không? À, giỏi trời. Ê, đông khách không em? Bữa nay thứ bảy chủ nhật mà đông không? Wow, đã vậy. Tại vì chị muốn ăn cái này nè, mà hồi bữa ngày xưa chỗ này chưa có đúng không? Mới mở đúng không? Mới mở cái đây 1-2 năm gì đó phải không? Chị ăn chỗ kia với lại trong này bây giờ dẹp hết rồi. Chỗ quán này ngày xưa. À, ở trong á hả? Ở trong chỗ bán cá đúng không? À, hèn chi chị đi tìm nãy giờ luôn á. Quán này chuyển ở đây. À. Kia đó. Nó chật chội hả? Chật với lại buổi tối. À. Cái này nó tối nó khách à. À, ngày trước chị thấy chỗ gần cái đây bán cái trái cây rồi giờ dẹp rồi đúng không? Dẹp rồi hả? Trái cây nè, cái trái cây bên cạnh đúng không? Vâng. Hai hàng bên trái cây bên này nè. Tức là ở bên này sao chuyển cái này. Ồ. À. Bán được không em? Bây giờ hết dịch, bớt dịch rồi được không? Giờ vẫn đang còn dịch nên mỗi tuần trước dịch ấy. Đông. Đông lắm không? Bước đi nghẹt luôn, không có đường đi luôn á. Trước dịch em ngày em bán mỗi này thôi này, 3-4 ngàn. Bán cái đồ ăn không á hả? Không, chưa kể bán bia điều này. Trời ơi, đâu để vậy bia mới lời đúng không? Ăn không lời phải không? Vâng. Chị không biết có bia, xin lỗi nha. Không sao, bởi vì con em bán buổi tối bán xì xa kiểu. Là hút uống á hả? À, xì xa đó là cái gì em? Bia hay rượu? Chị thấy cái đó mà chị không biết là xì xa ấy, thuốc lá hả? Nó không có nicotine luôn, tha đường nó không có chất kinh nghiệm. Nó hút cho vui, thơm rồi hương vị hoa quả ấy. Hút cho nó vui thôi. Nghĩa hả? Hút thử chưa? Gái hút nhiều mà con gái hút chán. Thuốc của nó là mang từ Thổ Nhĩ Kỳ qua. À. Nhập khẩu ấy, nhập khẩu á. Tại chị thấy hút chị tưởng đâu là uống cái gì không, đó chứ. Điện tử nó độc. À. Đúng rồi, bây giờ người ta hút điện tử thôi. Ồ. À. Qua wow, đã quá ha. Tao nhìn cái mặt này là người Việt Nam. Nhưng mà hay vào Việt Nam không? Không. Không. Lai. Nhưng mà cái cách em vui vẻ thì có vẻ giống người Việt Nam. Nhưng mà cái mặt của em thì không giống người Việt Nam. À, cái kiểu đó. Còn bé nghe cái Việt Nam là nó. Vào đây là không ai. Em không nói tiếng Việt là không ai biết đâu. Đúng rồi, cái kiểu là giống như mấy người Toruko rồi nè. Giống gì á, đại khái vậy đó, Trung Đông. Chưa để đâu nhé. Kiểu đó. Cái kiểu đó. Lúc mà em để nó mới nó lâu dài ấy. Ờ, giống y hình luôn đúng không? Cây phô. Ba mấy tuổi rồi vậy? Không, em thì nhìn trẻ. Em nhìn dưới 20 có thể. Đó, 28 hả? Như là trẻ cũng trẻ. Nhìn không, nhìn mặt này trẻ mà. Này không láo thì còn nhìn mà em là láo chuyên nghiệp à. Nhìn cái mặt này là 22 tuổi. Em tháng 12, 22 tháng 12 là đủ. Đủ năm. Ừ. Ừ, bởi vậy mà em hả? Hai đứa con hả? Ủa, đi học đi gì là hai đứa con? Em cũng mình thích hỏi làm sao? Giờ mình muốn học. Ủa, là em đi học cái này rồi hay là em đi làm? Đi học không? Em mà về Hà Tĩnh nói chắc không ai nghe đúng không? Nói mình nói cái giọng quê đúng không? Bây
gia đình có gì nghe. Bây giờ em sẽ nói trong gia đình có gì nghe. Chị quê ở đâu? Chị quê ở Nha Trang. À đấy, em thức là em trong gia đình em mình chị nghe, chị nói tiếng nghe. Không, em dễ nghe chị nói hiểu mà. Có nhiều người giọng ngoài tỉnh thầy chị biết. Có nhiều người giọng ngoài tỉnh khó nghe lắm. Đặc biệt gần gần giống Huế đúng không? Cho nên khó nghe. Không Huế gì khác. Huế khó hơn. Huế vẫn nghe nghe nhưng mà trong gia đình Huế khác. Càng nhau ăn thôi. Huế mà khó nghe. Hà Tĩnh này, Quảng Bình Quảng Trị này, Quảng Bình là Quảng Trị. À Quảng Trị khó nghe nhất đúng không? Không, Quảng Phú Yên là khó nghe. Quê ở đâu? Phải em nghĩ hả? Bắc ở đâu? Hải Dương là em đi. Không có đâu em. Nhưng không nước anh ạ. Cảm ơn em. Vậy khi nào về? Thôi, tính nước em không? Thôi, không được. Không lấy. Để anh phải tính tiền chứ thì sao mà. Anh tính tiền nước em mời. Không, thôi, nghĩ sao đáng lợi nhiêu mà thôi, 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 chị cầm thôi, em. Thôi, không được, tự nhiên. Cầm, em bảo cầm. Thôi. Thôi được rồi, để chị gửi đi, bữa sau ơi, bữa sau chị tới không? Ok, xong. Gặp con rồi, rồi cho chị sau. Ừ, cảm ơn nha. Qua đi chợ em á. Hả? Qua đi chợ đây đó. À, dạ. Mua đồ Việt Nam hả? Vâng, đi đi. Dễ quá. Đâu biết không? Chị quay cái xì xè được không? Đây là cái xì xè là cả nhà nó hút như thuốc vậy đó, mình nghe nói vậy chứ hồi giờ mình cũng không có biết cái này luôn á. Mình hay thấy người ta hút á mà mình không có biết là cái đó hút cái gì, mình tưởng nó hút rượu không ạ. Giống rượu còn Việt Nam chứ ai ngờ là thuốc các bạn ạ. Thôi bây giờ mình ăn cũng xong rồi, mình bye bye hai em Việt Nam rồi mình đi về luôn nha. Wow. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình nha.
thì Hiền ăn cũng đã xong rồi, cho nên á bây giờ Hiền cũng chuẩn bị về thôi cả nhà. Đó, Hiền quay cho cả nhà xem ngày cuối tuần thứ bảy thì ở Ameyoko nó sẽ đông vui như thế nào. Đây, đây là cô em người Việt Nam nè cả nhà. Đó, em ấy mang cái si xà ra cho khách hút đó, khách họ yêu cầu. Đó, nghe nói là giống như thuốc vậy đó, hút thơm thơm mà không có cái gì độc hại cho cơ thể, cho nên hút dễ lắm.